Quan hệ Nga và phương Tây căng như dây đàn. The Bentham cho biết Mỹ có khả năng phát hiện thời điểm Nga dùng vũ khí hạt nhân. Nga tố Mỹ thu nhiều lợi nhuận khi Nord Stream bị dò dỉ. Tại sao như vậy? Mỹ tuyên bố phối hợp với châu Âu giám sát cơ sở hạ tầng năng lượng. Trong khi đó, Moscow cho rằng Mỹ sẽ bỏ mặc châu Âu giữa mở đông lạnh giá. Một số tin tức đáng chú ý khác. Taiwan News đưa tin Singapore có thể kéo vào cuộc xung đột tiềm tàng ở eo biển Đài Loan. Triều Tiên ủng hộ Trung Quốc thống nhất Đài Loan. Hàn Quốc đẩy mạnh tập trận cường độ cao để đối phó Triều Tiên. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, hiện Nga và phương Tây đang đối đầu căng thẳng trong hàng loạt các vấn đề, bao gồm cả khả năng bùng nổ xung đột hạt nhân và cả các cuộc khẩu chiến liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Các tin tức xoay quanh căng thẳng Đông Tây cùng nhiều diễn biến khác trên thế giới sẽ được gửi tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Hôm 1 tháng 10, truyền thông Nhật Bản Japan Times dẫn nguồn tin từ các chuyên gia quân sự Mỹ và phương Tây cho biết, Hoa Kỳ đang theo dõi sát sao mọi động thái hạt nhân của Nga nhằm chuẩn bị cho các kịch bản và tình huống có thể xảy ra. Theo đó, Washington được cho là có đầy đủ công nghệ do thám và tình báo tối tân có thể phát hiện ra bất kỳ hành động chuẩn bị tấn công hạt nhân nào từ Moscow. Ông Mark Kansian, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, từng phụ trách các công việc liên quan đến vấn đề vũ khí hạt nhân trong chính quyền Mỹ cho biết. Tôi tin rằng Hoa Kỳ có thể nắm bắt được mọi diễn biến liên quan đến việc Nga dục dịch chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Kansian lưu ý, khi sử dụng khí tài hủy diệt, Nga sẽ phải đưa vũ khí ra khỏi khỏ và báo động lực lượng hạt nhân chiến lược của mình. Ngoài ra, Moscow cũng cần cấp cho lực lượng đặc biệt này thiết bị bảo hộ và hướng dẫn cách hoạt động trong môi trường hạt nhân. Đó là những yếu tố có thể tố giác kế hoạch dùng vũ khí hủy diệt của Nga. Trong khi đó, ông Pavel Potvik, Nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Giải trừ Quân bị Liên hợp quốc cho biết, giống như Mỹ, trong nhiều thập kỷ qua, Nga cũng đã quản lý chặt chẽ các đầu đạn hạt nhân của mình theo một cấu trúc nhất định và được bảo quản triển khai bởi lực lượng quân sự được đào tạo bài bản. Do đó, ông Podvig nói rằng có thể khá chắc chắn rằng Moscow không có cơ sở bí mật. Về mặt kỹ thuật, Nga có thể đưa một vài vũ khí hạt nhân ra khỏi kho chứa mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, điều đó là rất rủi ro và có thể kích hoạt một cuộc tấn công phủ đầu từ phương Tây. Theo ông Podvig Nga sẽ khó làm như vậy vì điều đó chẳng khác gì một canh bạc. Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập đến việc Moscow có toàn quyền sử dụng mọi công cụ sẵn có, bao gồm vũ khí hạt nhân, để bảo vệ đất nước và người dân, bao gồm cả các khu vực sáp nhập từ Ukraine. Tuy vậy, một số chuyên gia cho rằng khả năng Nga thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí hủy diệt là rất khó xảy ra vì sẽ không có bên nào chiến thắng trong xung đột hạt nhân. Thay vào đó, các chuyên gia và quan sát viên quân sự lại nghiêng về khả năng Moscow sẽ tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân bằng vũ khí chiến thuật có quy mô và phạm vi giới hạn để tránh làm leo thang căng thẳng quá mức. Trái lại, Mỹ nói riêng và cộng đồng phương Tây lại không hạ thấp đánh giá nguy cơ thảm họa hạt nhân. Các nước nêu rõ, hiện tại, họ không thấy bất kỳ tín hiệu nào cho thấy phía Nga chỉ đe dọa xuồng, nhất là trong bối cảnh thế giới nói chung và châu Âu nói riêng đang đứng trên bờ vực xung đột hạt nhân toàn diện. Theo các quan chức lầu năm góc, Washington đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết trong trường hợp xung đột Ukraine vượt quá giới hạn thông thường. Pavel Potvich, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu giải trừ quân bị của Liên hợp quốc ở Geneva cho biết, kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, chưa bao giờ nhân loại lại đối mặt với hiểm họa xung đột hạt nhân như thế này. Trong khi đó, các cường quốc vẫn đang chạy đùa vũ trang không ngừng. Một báo cáo hồi năm 2017 của viện này cho biết. Nga có ít nhất 47 cơ sở hạt nhân trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, Moscow còn được cho là đang sở hữu ít nhất 2.000 vũ khí hạt nhân chiến lược và chiến thuật. Tất cả đều đang trong trạng thái sẵn sàng khai hỏa. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến khả năng có thể bị Mỹ biết trước kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân của mình. Reuters đưa tin hôm 30 tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp theo yêu cầu của Nga để giải quyết vụ dò dỉ các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2. Được biết, Nga và các nước châu Âu đã đóng góp hàng tỷ đô la để xây dựng các đường ống này. Hiện các đường ống Nord Stream đều do tập đoàn dầu khí của Nga Gazprom quản lý. Phát biểu trước hội đồng, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nói rằng Mỹ là nước thu nhiều lợi ích nhất khi đường ống khí đốt Nord Stream dưới biển Baltic bị do gì. Khi được hỏi liệu Mỹ có hưởng lợi từ việc đường ống khí đốt Nord Stream gặp sự cố hay không, ông Nebenzia nói chắc chắn có. Các nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ nên ăn mừng vì nguồn xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng cho châu Âu sẽ tăng lên. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Hoa Kỳ và các đồng minh đứng sau các vụ nổ ở đường ống Nord Stream. Ông chủ điện Kremlin cho rằng trừng phạt Nga chưa đủ, phương Tây chuyển sang phá hoại. Được biết, Mỹ và các quốc gia đồng minh và đối tác đã áp đặt một số vòng trừng phạt lên Nga sau khi Điện Kremlin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhà Trắng đã bác bỏ mọi cáo buộc. Ông Richard Mead, phó đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh. Hãy để tôi nói rõ, Hoa Kỳ bác bỏ bất kỳ sự liên quan nào trong vụ việc này và phản đối mọi phát ngôn quy trách nhiệm vô căn cứ. Ông Mead nói thêm, Hoa Kỳ đã đẩy mạnh xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng trong những năm gần đây để EU đỡ bị động khi quá phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga. Vị quan chức Mỹ nói rằng, trong những năm qua, Nga đã cất nguồn cung khí đốt cho Đông Âu và mùa đông do bất đồng về giá khí đốt. Tại hội đồng, phát ngôn viên của Gazprom, Sergei Kupyanov cho biết, có 800 mét khối tự nhiên đã bị dò dỉ ra biển, tương đương với lượng nhiên liệu cung cấp cho Đan Mạch trong 3 tháng. Theo các nhà địa chất học của Đan Mạch và Thụy Điển, đã ghi nhận hai vụ nổ lớn hôm 26 tháng 9 ở khu vực có dò dỉ khí đốt từ hai đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc 1 và 2. Cơ quan nghiên cứu địa chất Đan Mạch và Greenland cho rằng, những tín hiệu thu được cho thấy đây không phải là động đất mà là những vụ nổ. Trong khi đó, theo các nhà địa chất học thuộc trường đại học Uppsala, Thụy Điển, vụ nổ thứ hai lớn hơn, có sức mạnh tương đương hơn 100 kg thuốc nổ và các vụ nổ xảy ra trong nước chứ không phải dưới đáy biển. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết Hoa Kỳ đang hợp tác với các nước châu Âu để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng. Cụ thể, theo Reuters, ông Sullivan đã nói rằng: "Tôi không muốn khẳng định chính xác điều gì đã xảy ra với các đường ống dẫn khí Nord Stream, hoặc chính xác bên nào đứng đằng sau vụ việc cho đến khi có được những bằng chứng xác đáng. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác để thu thập manh mối và tìm ra hướng điều tra." Đáng chú ý, vị quan chức đề cập khả năng vụ việc có liên quan đến Nga. Chúng tôi buộc phải lo ngại về khả năng Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất của phương Tây. Chúng tôi đã lo ngại vì điều đó ngay từ ngày đầu xung đột ở Ukraine nổ ra. Trên thực tế, Mỹ đã bắt đầu phối hợp với các đồng minh để tăng cường giám sát cơ sở hạ tầng năng lượng, bao gồm cả các đường ống ở biển Baltic. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Naui và các quốc gia có chung mục tiêu, ông Sullivan nói. Ngoài ra, vị quan chức cấp cao của Mỹ cũng nhấn mạnh, Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ NATO nếu Nga có động thái mà liên minh cho là gây hấn. Hiện Nga chưa đưa ra phản hồi liên quan đến tuyên bố mới nhất của ông Sullivan. Hôm 1 tháng 10, hãng tin TASS dẫn lời đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Ông Vasily Nebenzia cho rằng, trước bối cảnh mùa đông lạnh giá đang đến gần, Mỹ sẽ không có bất kỳ động thái nào để hỗ trợ người dân toàn châu Âu. Gây gắt hơn, ông còn cáo buộc Washington sẽ bỏ mặc lục địa già trong mùa đông năm nay. Cụ thể, phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 30 tháng 9, ông Nebenzia nói, Mỹ đang gấp rút di chuyển các cơ sở, nhà máy sản xuất của họ ra khỏi châu Âu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. Đây chính là những nhân tố đã từng góp phần vào sự thịnh vượng của châu lục này trong nhiều thập kỷ qua và hiện nay, điều này không còn nữa. Nói cách khác, cư dân châu Âu đang bị bỏ lại một mình với các vấn đề của họ, và nước Mỹ không hề quan tâm đến điều này, nhất là khi một mùa đông tối tăm, lạnh giá và kéo dài đang đến gần. Liên quan đến sự cố do gì ở đường ống Nord Stream, ông Nebenzia kêu gọi các bên cần tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và công bằng. Và tất nhiên là phải có sự tham gia của Nga với tư cách là chủ sở hữu của Nord Stream. Một bài xã luận được đăng trên Taiwan News hôm 1 tháng 10 dẫn lời một số học giả và chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc cho biết. Singapore, một quốc gia Đông Nam Á nằm khá xa eo biển Đài Loan, có thể trở thành một nhân tố mới trong vấn đề căng thẳng ở hai bờ eo biển. Cụ thể, nước này có thể sẽ bị lôi kéo hay chỉ ít là bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và đảo Đài Loan. Nhận định này đã trở thành đề tài được bàn tán và trao đổi khá nhiều trong những ngày gần đây sau khi trường chính sách công lý quang diệu Đại học Quốc gia Singapore tổ chức một cuộc tọa đàm và trao đổi với chủ đề Các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cần chuẩn bị gì trước bối cảnh căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Một trong ba chuyên gia tham gia tọa đàm nói trên, ông Chong Yayan cho biết, trong khi hầu hết người dân Singapore nghĩ rằng Đài Loan nằm rất xa đảo quốc sư tử và xung đột sẽ không bao giờ lan tới quốc đảo, thì chính phủ nước này lại không nghĩ vậy. Bất kỳ căng thẳng nào cũng sẽ dẫn đến tình trạng tắc nghẽn dòng chảy thương mại toàn cầu. Trong khi đó, Singapore hiện là một trong những cảng trung chuyển quan trọng nhất thế giới hiện nay. Bên cạnh đó, ông Chong cũng khẳng định rằng, dưới áp lực của Mỹ và Úc, chính phủ Singapore dù không muốn liên quan nhưng có lẽ vẫn phải can dự vào xung đột. Tất nhiên là với khả năng hiện có của họ, chẳng hạn như trở thành trung tâm hậu cần cho Washington và Canberra. Hôm 1 tháng 10, truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn nguồn tin cho biết, lãnh đạo nước này ông Kim Jong-un đã bày tỏ ủng hộ tuyệt đối việc Trung Quốc thống nhất Đài Loan. Cụ thể, trong một cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân ngày Quốc khánh Trung Quốc 1 tháng 10, ông Kim đã tái khẳng định lập trường của Bình Nhưỡng về vấn đề Bắc Kinh thu hồi đảo Đài Loan. Tờ Rorong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên trích dẫn lời ông Kim rằng, Đảng, Chính phủ và Nhân dân Triều Tiên luôn ủng hộ và động viên Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc trong cuộc đấu tranh chính nghĩa để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như công cuộc thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên còn khẳng định sẽ làm hết sức mình để củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống trung triều, góp phần bảo vệ hòa bình, thịnh vượng của châu Á và toàn thế giới. Liên quan đến tình hình ở bán đảo Triều Tiên, Hôm 1 tháng 10, truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, Tổng thống Yoon suk yeol đã khẳng định Seoul sẽ đẩy mạnh hơn nữa các quan hệ hợp tác quân sự với Mỹ, cũng như đẩy mạnh các cuộc tập trận cường độ cao nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên, theo NHK cho biết. Tuyên bố trên được ông Yoon đưa ra trong ngày thành lập lực lượng vũ trang Hàn Quốc, khi ông có chuyến thị sát đến một căn cứ quân sự ở Chiriongde, phía nam Seoul vài giờ trước khi nhà xanh đưa ra tuyên bố trên phía triều tiên đã phóng ít nhất hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ bãi thử sunan đây đã là lần thứ tư trong tuần bình nhưỡng thực hiện các vụ thử vũ khí và đẩy căng thẳng liên triều lên cao Phía Hàn Quốc hiện đang theo dõi sát sao nhất cử nhất động của người láng giềng phương Bắc nhằm chuẩn bị các kịch bản đối phó. NJK dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hai tên lửa mà Bình Nhưỡng phóng đi có tầm bay khoảng 350 km, tốc độ vào khoảng Mach 6, tức gấp 6 lần tốc độ âm thanh. Và hôm 28 tháng 9, Triều Tiên cũng đã phóng hai tên lửa tầm ngắn từ bãi thử Sunan bay về phía biển Nhật Bản NJK cho biết, trước tình hình căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á ngày càng leo thang, Seoul cho rằng Bình Nhưỡng không hề có ý định từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân và tên lửa trong suốt 3 thập kỷ qua, bất chấp áp lực và trừng phạt từ cộng đồng quốc tế. Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng, nếu Triều Tiên kiên quyết leo thang và sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ vấp phải những đáp trả kiên quyết và áp đảo của Liên minh Mỹ-Hàn. Hiện Bình Nhưỡng chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến tuyên bố mới nhất của Seoul. Theo truyền thông đưa tin, nội các của Tổng thống Joe Biden đã có cuộc họp kín với các nhà lập pháp Mỹ và cho biết các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đang bị đình trệ. Thông tin đã được văn phòng nghị sĩ Darrell Issa xác nhận với Sputnik News. Hồi đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thừa nhận rằng không có khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran trong tương lai gần. Trong quá trình đàm phán, Iran tiếp tục bổ sung thêm các yêu cầu mà Mỹ không thể chấp thuận, nhà ngoại giao cho biết thêm. Được biết, kế hoạch hành động toàn diện chung thỏa thuận JCPOA được ký kết vào năm 2015 giữa Iran và Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Đức, Iran, Nga, Vương quốc Anh cũng như Liên minh châu Âu cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút khỏi JCPOA vào năm 2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với Iran. Dưới thời tổng thống Joe Biden, Mỹ đã tham gia vào các cuộc đàm phán để trở lại với thỏa thuận JCPOA. Vài tuần trước, Washington cùng các đồng minh cho rằng đã gần đạt được thỏa thuận hạt nhân với Tehran. Tuy nhiên, những kỳ vọng này đã dần vụt tắt sau khi Tehran đưa ra các yêu cầu bổ sung. Theo Reuters, Tổng thống Chile Gabriel Boric đã nhận giấy ủy nhiệm đại sứ mới của Israel vào chiều ngày 30 tháng 9, hai tuần sau cuộc tranh chấp ngoại giao khiến buổi lễ trình quốc thư bị trì hoãn. Căng thẳng giữa Israel và Chile bắt đầu từ hôm 15 tháng 9, khi Ngoại trưởng Chile Antonia Urezola thông báo với đại sứ Gil Azili rằng Tổng thống Gabriel Boric quyết định trì hoãn lễ trình quốc thư của ông. Một nguồn thông tin từ chính phủ Chile tiết lộ, Nguyên nhân Tổng thống Gabriel Boric quyết định không gặp đại sứ mới của Israel là bởi vụ việc thiếu niên Palestine tử vong ở giải Gaza. Bộ Ngoại giao Israel đã đánh giá động thái này là chưa từng có. Trong khi đó, phía Chile tiết lộ buổi lễ đã được dời lại vào ngày 30 tháng 9. Trong lúc buổi lễ đang diễn ra, hàng chục người đã lặng lẽ cầm cờ Palestine biểu tình bên ngoài phủ tổng thống Chile ở La Moneda. Mưa lớn đã khiến các tuyến đường ở thành phố Baku miền Tây Venezuela, ngập sâu vào hôm 29 tháng 9. Đoạn video do Reuters đăng tải cho thấy các con đường đã biến thành sông, phương tiện giao thông đều bị ngâm sâu trong nước. Những khu vực khác ở miền Tây và miền Trung Venezuela cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau đợt mưa lớn. Giới chức Venezuela cho biết, có ít nhất 8 người đã thiệt mạng sau khi mưa lớn khiến các dòng sông tràn bờ gây ra lũ quét. Ngoài ra, có ít nhất 3 người khác mất tích. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.